Mình sẽ mua con Dino tiếp theo đây 20 ngàn nha mọi người. Nay chơi sang luôn. Tiền không có nhưng mà cũng thấy chơi sang. Chù nè, in cái lụm combo. Trời ơi, lũ đạn mém sẽ đưa được Uchare rồi. Rồi cuối cùng được con gì? Come on man. Lũ đạn. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Vami sẽ chơi Roblox Dynamax Simulator. À, đúng rồi. Thì ok, đi trong game này á, là mình sẽ quay về thời tiền sử để mà nhận những cái con, để mà bắt những cái con khủng long để mà biến nó thành thú cưng của mình. Đúng rồi, nhưng mà khủng long con nha mọi người, chứ không phải khủng long bự cho bá lửa đâu nha. Cũng thì bắt thì phải bắt khủng long con, chứ mày phải thuần hóa nó từ từ chứ bắt okay. Khủng long bự Trung Quốc cho mày. Ok, mới vô nó cho mình cái con gì nè, Oviraptor gì nè. Ủa, của tao là được con trai sếp nè, con ba sừng nè. Có luôn hả? Con ăn cỏ hả? Ê, con này dễ thương quá vậy hả? Ôi, lộn, con ba sừng của tao nè, thấy không? Con cái tao mà hương, trời, con cái tao nó nhỏ hơn con của mày nữa kìa. Con mày đâu? Ê, con mày sẽ giống con khủng long bò chúa vậy. Nhưng mà ba nó rất tự tựa, nhưng mà con này nhìn mặt nó hiền quá ba. Ok, và game này hiện tại bây giờ nó đang có 2 code nha mọi người. Đây, nhập code vô trên đây nha mọi người. Đó. Code. Ờ, bài code. À, code nó nhập ở... Bấm vô khủng long á. Bấm vô khủng long. Đây, code đầu tiên là snap nha mọi người. Submit một cái cho mình. Cho mình một con Thanosaurus. Thanos, ê con Thanos nghe quen quá mày. Bạn trưởng. Con Thanos hình như cái con tím đúng không? Con Commodore Raptor 1000 tiền. Ok, con này nữa nè. Đây. Con Uta Raptor. Nguyên một con khủng long Thanos luôn, quá trưởng. Quá vậy, để ta coi coi. Con màu tím nè mọi người. Ok, mình lấy được 3 con rồi nè. Đâu rồi, Thanos đâu rồi, Thanos lại ngó mặt coi. Đó, ở trên tay nó có cái nhẫn không mày? Qua bên này thôi, mình sẽ đi vô đây để mà mình... Ok, nhập code cho được 2.000 tiền nha mọi người. Cái con khủng long bự ấy. Mình sẽ dùng mấy con bé của mình để đi lấy những cục thịt bự để đem về bán nè, đó. Bác để coi cái bác nó có nhiều. Ở luôn chứ. Ôi con bé Thanos kìa. Wow. Ê mày có cái túi 600 nè cô, mua cái túi 600 đựng nè. À con đang à đúng rồi quên nữa, con có 2 tiền mà con quên. 2.000 nhập code cho được 2.000 tiền như là 2 khủng long nha mọi người. Ờ, con quên mất. Đợi xíu để con về con bán đây. Ok, mày đi chen với cô. Rồi con đang đi chen nè. Rồi. Con biết cách chen nhanh lắm. Có nghĩa là mày cứ khi nào mà túi mày đầy á, tao có cách chạy này lên cực kỳ nhanh luôn nè. Túi mày đầy á, mày cứ cho mấy con thú của mày á lụm cục thịt bự nhất, rồi sau đó mày quay về mày bán. Tại vì khi mà mình cho con thú mà nó ăn cục thịt bự á thì nó sẽ đứng nó ăn luôn chứ nó không có theo mình nha mọi người. Đúng rồi. Tại vì mà con thú á, nó thấy cục thịt lên nó sẽ ghiền hơn là chủ nó nữa. Nên là anh đi đâu anh cứ đi, dạ cục thịt cứ để em lo. Đúng rồi. Có luôn. Ok, thì cái túi 600 này khi mà mình đem về mình bán thì mình bán chắc cũng được khoảng 1k2. Ui, khoan, mình phải nâng cấp con bé của mình lên cái đã. Đó, nãy giờ mày cho nó ăn chưa mà nó lên? Chưa mà, mới level 1 à. Không, khi mà nó ăn một thời gian thì nó sẽ lên level nha mọi người. Nhớ vào nâng cấp upgrade lên ngay chỗ này nè. Đó, chọn con red nè, upgrade nè, đó là nâng lên. Cái đầu tiên là cái tốc độ ăn của nó, sức mạnh của nó khi ăn á. Bảy. Ủa? Multiplayer mà nâng tốc độ gì ba? Multiplayer. Nhưng mà khi mình nâng vô nó ăn nhanh hơn. Không phải ăn nhanh hơn mà là nó ăn được nhiều hơn. Chứ còn ở dưới là tốc độ mới là tốc độ ăn. Tốc độ di chuyển. Ở dưới tốc độ chạy ba. Ăn nhanh hơn nha. Hả? Ăn nhiều hơn khác với ăn nhanh hơn nha. Ủa sao trái vậy? Ừ. Ăn nhiều với ăn nhanh nữa hả? Hả? Ăn nhiều với ăn nhanh nữa hả? Ăn nhiều khác có nghĩa là cùng một cấp độ nhưng mà con kia nó ăn nhiều hơn. Ồ. À, đó, cùng một cấp độ nhưng mà con kia ăn nhiều hơn, còn ở dưới là cấp độ ăn nó nhanh hơn. Ủa sao trái vậy, cái này nghe hại não quá mày. Hại não đó mà, mình chỉ thích mà còn nghe hại não đó thôi, mình chỉ lậy luôn á. Thiệt tình. Ăn nhiều mà ăn chậm, ăn nhanh mà ăn ít. Ừ đúng rồi, cũng có thể hiểu vậy đúng không. Ok, nói chung là nâng hai cái đó. Nó giống như nó dạy theo kiểu là mày cáp một miếng, giống như người ta cáp một miếng, mày cáp một miếng bự hơn đó. Thổ má, nó mặn giờ. Thôi kệ, nó ăn nhiều đi cho nó sướng. Vãi. Ok, mình sắp full rồi nè, không cái số cứu của mình sắp full rồi nên là bây ta giờ được 99 rồi. Mình sẽ được bán. Wow, 200 luôn rồi. Ok, ăn cục thịt này nè con. Đó, ba đứa đã đang ăn nè.
thì cái tình ba đứa nó còn nhỏ quá, đây để nó lên level này nè, để mình nâng cái multiplayer đi. Gì ba có cao lên level hết rồi. Mày lên level 3 luôn á hả? Ừ. Tại nãy giờ tao chưa cho nó ăn, giờ tao mới cho nó ăn. Nó hờn, nó lên chậm. Lỡ tung vô hết multiplayer rồi. Mày nâng hết vô multi luôn hả? Tao chưa, tao quên nâng vô speed mới ghê chứ, tiền tình. Vô speed nó gặm nhanh hơn đúng không? Ờ đúng rồi, speed thì nó ăn nhanh hơn nhưng mà nó cái túi của mày nó lâu đầy hơn. À. Quan trọng là cái multiplayer nó sẽ giúp mày cái túi nó đầy, nó dễ đầy đúng hơn. Đúng rồi. Khi mà mọi người nâng vô multiplayer nhiều á, ví dụ như một cục thịt bằng mọi người nào đó, cục thịt nó bằng tôi vậy nè. Tôi ăn vô một phát á thì nó lên 400 luôn rồi không? Đó mà nếu như mà mình nâng speed á thì nó ăn rất là nhanh, nó cạp cục thịt này trong vòng một nút nhạc. Nhưng mà cái rương chứa trong cái túi của mình lên chút xíu. Đúng rồi. Nghĩa là ăn cực khổ lắm, nên là cứ nâng multi đi cho nó lên cái túi nhiều nhiều mặc dù nó nâng hơi lâu. Cái hòn ở lộn cái khu tiếp theo á là nó sẽ là 10.000 tiền đó. Bây giờ là mình và Hamba sẽ lên đúng 10.000 tiền để qua khu tiếp theo. Yeah. Chuẩn bị nha. Ok. 2000 years later. Ok mọi người, mình nhớ Kia đã lên được 10.000 tiền rồi nè mọi người. Ok đi qua đây nè, cô đi. Ok. Ba con bé tao không biết nó đi ăn về chưa nó. Cái hòn đảo tiếp theo. Đây 10.000 coin. À sau khi mày đụng xong là tao thấy tao vẫn còn 10k nha, mà tao không biết là nó có xài được hay không nữa. Ok tao mở được luôn rồi. Ơi, nó vẫn còn nguyên 10k6 mày. Ừ, vậy nó mới đau lòng chứ. Không biết có điều gì sai trái trong đây không? Wow. Bên đây nhiều thịt hơn nè mọi người. Đó, tha hồ mà ăn mấy đứa. Cũng trâu nó cũng kinh đó chứ. Ừ. Để giờ tao ăn full xong rồi chạy về tao coi coi nó. Trời đất ơi, gì ghê vậy? Cục thịt nhỏ xíu mà nhiều vậy. Ừ, nhiều lắm nên là bên này. Ô vãi, trời. Thanh niên nào ghi vậy? Kia lớp mi nó chứ thiệt mình. Quỷ hả? Ai lớp nhau? Mấy này. Ok, ăn cục 500 đi con, về bán. Quá mà. Hey, ok, cặp full rồi, bây giờ wow. Cho các bạn. Ở qua cái khu 2.000 này thì mình một lần đầy túi của mình về là 1k8 mọi người ha. Nãy gì tưởng đâu nó cho, ai ngờ đâu về nó mất tiêu mày. Đó là 10. Túi của mày sao thì mày chắc là mày vẫn bậy mà. Ờ. Lên được xíu. Có gì đó sai ba, xíu. À không phải xíu nào đó. Lộn. Bằng vậy mà xíu đâu mà xíu. Quay đúng rồi, tại nãy tao có 10k mấy lần, nó dư xíu. Ok, lát mình về mình sẽ upgrade một cái túi bự hơn. Mày mua cái túi nhiêu rồi? Mình là được 2k9 rồi. Ok, bây giờ tao sẽ lên 7-5k để tao mua cái túi thơm thơm một tí. Wow. Ok, ủa 8.2. Ok, rồi. Coi chừng sắp full túi 800 nữa nè. 800 trời, sắp full thôi chứ chưa full. Để ok tên. Mày full chưa cung? Full gì? Mày full được mấy lần rồi, tao lên về được 3 lần rồi nè. Từ khi tao qua bên này tao lên về được 3 lần. À tao lên 3.000 lại rồi, nhưng mà cái cục của tao nó lên hơi chậm. Tại vì tao ăn lộn mấy cục bự á. Ừ, không, mày ăn cục bự á, khi mà mày ăn á thì mày nhắm đi. Mày nhắm tới chừng khi mà nó ăn được khoảng 1/3 á thì mày lít chuột ra ngoài là cái túi của mày nó sẽ tự động nó đầy. À lít ra ngoài hả? Lít ra ngoài khi nào nó đầy á thì tao tưởng nó bỏ. Ủa sao mày chạy nhanh quá vậy? Quỷ mua gamepad. Mua gamepad có 35 đô, có 35 đô bớt có 3, chạy nhanh thôi chứ được gì đâu. Chạy như thánh vậy không? Nó chạy chậm chứ nhanh gì. Trời ơi, mình đi làm sao mà nó bỏ cái nó dảnh đít nó chạy như là cái máy. Nhanh đâu mà nhanh, là mình lố. Trời ơi, ăn có cục 100 thịt mà nó full luôn mới ghê chứ. Ép à, không có bự nổi luôn á. Cái gì chút ép? 4 mét rồi vẫn chút xíu à, không có bự. Đúng rồi, nó ăn vô nhiều nó mập thay chứ đâu mập người. Ủa kỳ á, nó bự chơi. Khác ba, nó nuôi khác. Chơi gì dế hả ba? Ok, full rồi. Ok. Có miếng thịt 1.500 tiếp, em về bán. À, 5.400. Giờ đó. Chạy qua đó nữa. Mọi người. Ok, à mọi người, khi mà mọi người lụm cái cục thịt mà nó bự quá á, so với sức chứa mọi người, ví dụ mình đang lấy 1.370 nè, thấy không? Đó, chỉ cần liếc ra chỗ khác thôi là con bé mình nó sẽ nhảy ra khỏi cục thịt đó, nó không ăn nữa là sẽ đầy túi đi tiếp. Đúng rồi. Về cho bộ nhấp đó nha. Đó, full rồi nè, thấy không? Đó, ăn cái nữa 6.600. Mua cái túi khác. Đó. Ủa nghe kia nói túi 8.000, 6.000 ta. Hả? 6.300 hả? Tao không có chưa mua túi mà. Bây giờ 6.300. Ô mình có 6.600 vô tư, trời ơi. 6.300 là sức chứa được 3.100. Ok, equip 6.000. Ê mày, cái sức chứa của cái túi này ngộ quá mày. Ai dạ? Mày cho dù sức chứa có nhiều cỡ nào thì cái túi mày nó vẫn nhiêu đó. À đúng rồi, cái túi nó không thay đổi luôn mà.
vậy nó mới sốc chứ. Bởi vậy ok, tao lên túi được túi 6,000 mấy. Cái túi này giống như cái túi của thần kỳ của Doraemon nha ba, có sức nén. Cái túi tao là túi sức chứa 3,000 á. Túi thì túi tao cũng vậy, 3,015. À, đúng rồi nó đó. Quái cười. Nói chung lấy giờ cười sao ba. Mày BD mà mày phải cười vậy cho nó mạnh mẽ. Mạnh mẽ lên. Tưởng cái phone chứ thiệt tình. Đây chưa. Trời mới 600 mới, ăn tiếp đi con. 415 mà ba. Level 9. Level 9 là 6. Con này lên level nè. Mình thấy trong cái map này nó lại có cái nhà máy ở đây chứ. Nhà máy. Ủa con bet mày lên được level nhiêu rồi cu? Hả? Bet mày level nhiêu rồi? À, bet là level 9 rồi. 9 à? Ờ, tao cũng level 9 luôn ba, bet là level lâu quá ba. Hả? Sao? Bet là level lâu quá. Bet mày nhiêu? Bet tao level 9. Ba con level 9, một con level 6. Ủa chứ khác gì tao đâu ba, trời y chang luôn á. Không, tao lên level 7 rồi. Có một con lên level 10 rồi. Khác, không khác gì luôn á. À, bây giờ chờ hai con, chờ con Thanos tím lên level 10. Như là một con khủng long lè lưỡi. Nhìn cái mấy khủng long này mắc cười quá. Nãy giờ chưa phun được cái túi luôn ba, mới được 1,000 à, mới được có 2 mấy à. Hả? À, cái gì mà ít vậy? 3,015. Đây, ok. Làm tiếp đi mấy đứa. À, anh về anh bán coi lên nhiêu đây. Giờ là tao 300 nha, tao sell nó lên nhiêu. Trời, 6,600. Vậy là được một lần đi là 6,003 đó. Đúng rồi, lên nhanh lắm. Nói chung tới mức này là lên cực kỳ nhanh luôn. Thơm lưng. Mày nâng full con của mày chưa vậy? Gì? Nâng full điểm con mày chưa? Nâng rồi, nó lên level, nâng à. Đó, yeah. Lên cái nâng luôn nè, đó. Rồi tao nâng đều đều, ba nâng đều đều để nó lên đều đều để cho nó không bị lỡ. Mới có 5k2 à. Quái ít thiệt chứ. 150,000 mở cái túi tiếp theo, mở cái cửa tiếp theo mày. Đúng, có vẻ hơi lâu à. 152 hả? 150,000 là mở được cái hang tiếp theo. Ồ, 150,000 luôn hả? Nhiều dữ vậy. Bởi vậy mới phê lòi. Phê lòi luôn á, lòi xịt luôn á. Và hai lòi khác cũng thơm đi ba, lòi đó nghe ghê quá. À, lòi của kích bà mì. Lòi tao ra hồi từ cái lúc nào rồi. À, lâu quá mọi người, lâu quá hai cha con không có ra phiên bản cục kit mami với lại papa kia mất nết ha. Không biết mọi người có hóng clip không ta. Ra hoài mày, mới dẫn mày đi mua hai đi mua cái đèn nhung thu xong nữa. Nhưng đó là phiên bản lỗi, mua không được lồng đèn khóc cả năm luôn. Full. Rồi okay, ăn tiếp mấy đứa. Sau khi hốt được ý, có vẻ như bây giờ lên tới mức này á là hốt full 1,500 mới đầy á mày. 1,500 hả? Ừ. Ồ, 14,300. Hốt chừng 1,500 này nè, mới lên đủ tiền á. Ok, để tao thử coi sao. Phải thử, nó có nhiều. Rồi cái cục mà cái cục cuối cùng là 506,2 triệu. Trời, trong đó cái thịt của cái gì á, thịt gì luôn không biết, thịt gì nữa mà nó mắc dữ. Đúng rồi. Hả? Cái hang cuối cùng luôn hả? Ờ, cái hang cuối cùng là 506 triệu. Phải gì cần gì ba. Có vẻ phê. Phê lắm luôn á, chứ có vẻ gì nữa. À, 15,5. Đây, quan ké rồi. Quan ké đào cho nó nhanh nè. Đâu lên được 11,000 rồi. Cái gì? Được 11,000 rồi. Tao 14,000 rồi. Sẽ get Adino. À, mua con khủng long được nữa mà đúng không? Mua 7,000 đi. 7,000 à, 11,000 có khủng long nào bự hơn không? À, không, tao nghĩ chắc không có con khủng long nào bự hơn đâu. À, để tao coi. Nâng cái con level 8 mày lên cái nè, đó, ok. À, quên. Thôi 20,000 lần á. Vậy thôi đi thêm một lần nữa là được 20,000 rồi. Để lát về mua bet đi. Thì mày cứ đi cho đủ đi là được liền à. Ừ. Tao đi thêm khoảng chừng 2-3 lần á, tao sẽ được 20,000 và tao sẽ mua một con bet. Super bet. Tự nhiên tiền rồi. 14,000. Tao mới được 21,000. Vãi ghê rồi. Mày lên gì kinh vậy? Thì tao mày về mày bán rồi, giờ tao chưa bán. Mày chưa, ừ mày ba mày chưa bán mà mày được 14, tao bán rồi còn được 11. Mày bán rồi hả? Nãy giờ nó ăn ít lắm ba, dạo này nó ăn nhiều quá, nó bị đầy hơi, khe khó ăn không? Vãi cho đầy hơi. Chắc bữa nào tao phải dắt nó đi kích thích tiêu hóa mới được. Ok, một con lên level 8 rồi, bây giờ mình sẽ nâng mun kia lại thôi để mà nó ăn cho nhiều một tí. Ô, con này lên level 9 rồi. Đó. Nãy giờ tao nâng toàn multi không à, tao không nâng speed. Ý là mấy con bet sau này nó có mạnh không nữa? Hên xui, nếu mà được uncommon thì nó mạnh, còn nếu mà common thì buồn lắm người ơi.
Tại vì tao không thấy cái chỉ số của con Thanos này đâu hết á. Thanos hả? Thanos là con đặc biệt luôn á. Loại là loại đặc biệt luôn á. Vậy mà nó ăn cũng ngộ quá ha. Get a Dino 12 chỗ là 20 ngàn luôn rồi. Ok, mua con Tiger 4. Common của nó là 62%, Uncommon chỉ có 8.3% mà nha, tỷ lệ hên xui á. Còn Rare là 15%, nên là ở đây nói chung là Ultra Rare là 12.9%. Còn Legend là chỉ có 1.7 thôi, bạn nào mà hên lắm á, mới ra được con Legend á. Còn cái con mà Common là con cùi á, là 62% nha. Bỏ 20 ngàn ra để mua. Cái đó là cực kỳ khó luôn chứ không gọi là hên nữa. Trời ơi, một xíu được Rare rồi. Được không gì? Không, được cái con Common. Why? Gì? Mày được con Uncommon hả? À lộn, mày được con Common hả? Common, không, con Common bình thường à. Còn một chút xíu nữa là quất được con Uncommon rồi. À, là quất được con Rare rồi. Sao mày nhỏ chứ? Ê, mày mang được 5 con không? Không được, được 4 con à. 4 con à, vậy mày, vậy thôi mày khỏi loại đi. Ok, để đợi xíu, để con làm, để con mở cho mày coi nha, con mở lên được bao nhiêu tiền nha. Mở đi, tao đang chờ đấy. Con mở con khủng long nào nha. Trời ơi, bỏ 20 ngàn ra mua chất quất luôn mọi người ơi. Trời ơi, giờ mua con 20 ngàn mà nó level 1 cũng như không à. Xin lỗi và mỹ đâu quá nhau à. Mua đi, tao tụng cho, tao cầu tao trù ém cho mày mở ra được con common bình thường. Ê, sao mày lượm cục thịt gì chút xíu vậy? Cái vậy? Từ từ cho nó ăn cục nhỏ, lát nữa ăn cục bự. Có luôn. Ôi ôi, nó lượm lâu quá, 4 con nó lượm cực kỳ lâu luôn. Ê, cân, ok, bây giờ mình nghĩ chắc mình nên quay về đủ rồi. Đó, được, 2 cái 9. 2 cái 9 rồi, bán đi, bán. Đùi chưa, được chưa, đủ chưa, đủ 20 ngàn chưa? Yes, bây giờ là mình sẽ mua một cái con quả trứng 20 ngàn, coi nè cô. Mua đi, rồi quay đi, tao trù cho. Tam. Come on. Le, tao biết được, tao được le rồi. Mày được cái gì? Tôi là được cục le rồi. Mày được cục le dần nữa hả? Nó giống như cục un chứ không phải le ta. In come on hả? Ừ. Thơm nha ba. Hai chục ngàn mà để ăn được cục le thôi đó thì cần chứ buồn. Dễ ăn le cũng ngọ lắm, có 1.7% mà. Ừ. Ủa rồi rốt cuộc mày được cái cục Uncommon hả? À sao? Mày quay ra được gì Uncommon hả? Ừ, Uncommon hết. Ra con khủng long gì? Giống như là Thanos Tarot gì đó. Đâu có luôn hả? Ủa giống con Thanos luôn hả? À mà Thanos chứ không phải là Thanos. À Thanos hả? Ka chứ không phải là Ka, đọc sao Ka cũng quên mất tiêu rồi. Canot thích ăn cà rốt. Ừ. Cà rốt đi cậu. Canot thích ăn cà rốt. À. Ok mọi người, xui quá. Hai thằng nào cũng xui. Lấy được cái con thằng common, thằng uncommon. Mém nữa là legendary luôn á chứ. À, mém tao mém chứ tao cũng được rare. Mày rare là 1.7% tao nghĩ nó không cho mày mém được kìa. Đó, mày tao ráng thêm cái nữa rồi tao lấy thêm con nữa rồi. Vãi. Ai mày được nhiêu tiền rồi mà mày 13.000. 13.000. 13.000 đồng. Quỷ mà bây giờ nó cày đúng kinh luôn. Gì kinh ba? Tao con trai mà. Thì cày đúng ghê luôn. Ờ, ý mà nó phải kinh khủng, ở đây là khủng long mà phải nói là cày kinh khủng giống con khủng long đó. Ok, bây giờ mình sẽ ráng lên 20 ngàn nữa mình quay một quả trứng nữa cho mọi người coi nha. Nó ra cái gì xinh xịn nha, common cái đua. Mép nó không chơi nữa. Nó bỏ 40 ngàn không được cái quần què. Bỏ 40 ngàn nó không được cái gì luôn. Bỏ 40 ngàn cho không được cái quần què nha. Được nguyên cái quần xì. Ok. Yeah. Okay, đủ rồi. Ăn tiếp cục này đi mấy đứa, đó cục 1.500 nè, đó ăn đi. Bố về nhà bố bánh trứng đây. Thịt bự nhất. 20. Trời 19.000, 35, 53. Còn một chút xíu. À nhấp chuột ra chỗ khác là đủ rồi. Đợi xíu là nhấp chuột cho. Chưa, đợi tao nhấp chuột ra chỗ khác. Đó. Dư 21.000. Mua đi. Và bây giờ là khoảnh khắc quan trọng. Mình sẽ mua con Dino tiếp theo đây 20.000 nha mọi người. Nay chơi sang luôn. Tiền không có nhưng mà cũng thấy chơi sang. Chù nè, in cái lụm công. Trời ơi, lũ đạn mém xíu đưa được Ultra Rare rồi. Ra cuối cùng được con gì? Come on man.
Lũ đáng hơn. Đời bố không mua 20 nữa. Bấm trứng 20 ra toàn trứng thúi không à. Ít ra và ra được income. Mày bấm được gì nữa rồi? À chưa, con chưa mở chiếc tiếp theo. Con chưa có đủ tiền để con mở chiếc tiếp theo. Nhưng mà xin lỗi con nói đời mày nhỏ như móng chó. Đen như móng chó. Đâu còn con xong trứng khủng long thúi quắc luôn rồi. Cho mọi người xem nha, thành quả của mình đây. Sau khi thành quả của mình khi mà bấm ra một quả trứng 20.000, nó ra một con trắng bóc quắc. Và con thứ hai mình đã rất là hy vọng vào nó sẽ ra một con ví dụ như rare hoặc là legend gì đó, mặc dù nó chỉ có 1.7%, nhưng trời ơi quá đáng, ra luôn còn một con trắng tiếp theo, hai con trắng 40.000. Lụ đạn nó còn rẻ hơn cái con 1.000 nữa, thiệt luôn, quá đáng thiệt luôn á, quá đáng lắm luôn á, quá thúi và mì quá thúi. Hôm nay vận may không đến với Vami, nhưng mà không sao, đã có 4 chú khủng long bên cạnh mình. Ok, đường 13.000 rồi nè, có đi thêm một cái này nữa. Ok, một cái nữa là 19.000 mấy, 20.000 đủ rồi đó cu. Cái con nghĩ chắc là bây giờ có đủ rồi đó. Rồi về bán đi cu, quay đi, tao ngồi tao trù tiếp cho. Vãi trù, mày bớt trù đi ba mày. Tao được hai con common luôn rồi ba, tao nghĩ chắc mày cũng ra ít ra cũng được hai con in common. Chơi lại gì luôn. Ok, và bây giờ spin. Quay đi, come on. Nó im lặng rồi mọi người ơi. Bạn bè là phải chôn nhau hiểu không? Ok, đây. Nhìn nó, nghe nó im lặng bình thường là mình, mọi người để ý nha, ví dụ như nó quay nha, nó mà ra được legend. Yeah, mọi người, mình ra được legend nè. Nó la giống như là nó được cái gì vậy mọi người hiểu không? Đó. Là giống. Còn mà ví dụ nó quay xong mà mọi người nghe một khoảng không im lặng, một sự trầm cảm rất lớn là biết là hiểu rồi đó. Cuộc đời bế tắc. Ok, dừng clip đi cô. Ok, nói chung là ha, ngày hôm nay mình với Ka đã bỏ ra 40.000 để mua hai cái tấn một khổng lung. Nhưng mà mở ra mình thì hai con common, Kia thì một in common với một common. Nói chung là đời thúi quắc, hai cái trứng thúi quắc luôn. Thôi, luộc cái trứng ăn luôn, không cho hai đứa con ra. Ok, các bạn thích video này thì nhớ để lại cho hai đứa mình một like, một share. Nhớ subscribe kênh channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày nhé. Bye bye mọi người. Bye bye. That's it, friend? Oh, yes.